Thưa quý vị, tiếp đó vào chiều tối ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, tại điện Martineau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex, chứng kiến lễ ký kết một số văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tham dự tiệc chiêu đãi chính thức của Thủ tướng Chính phủ Pháp chào mừng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Jean Castex bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Cộng hòa Pháp, đánh giá cao quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước và mức độ phát triển sâu rộng, đa dạng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua. Thủ tướng Jean Castex cho biết Pháp sẽ hỗ trợ thêm cho Việt Nam 970.000 liều vaccine ngừa COVID-19 qua cơ chế COVAX và 400.000 liều vaccine qua kênh song phương, nâng tổng số vaccine hỗ trợ cho Việt Nam đến nay là hơn 2 triệu liều. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ Pháp dành cho Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch, mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh hậu COVID-19. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy rằng, vượt qua các thăng trầm của lịch sử, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Pháp đã không ngừng phát triển, vươn lên thành đối tác chiến lược với nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, hai thủ tướng nhất trí cùng xây dựng kế hoạch tổng thể tạo chuyển biến mạnh mẽ để làm cơ sở đưa quan hệ Việt-Pháp phát triển lên tầm cao mới. Hai bên cũng đã thống nhất triển khai các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trao đổi thương mại song phương, hỗ trợ các doanh nghiệp, hàng hóa của hai nước thâm nhập vào thị trường của nhau, đề xuất biện pháp thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, môi trường, năng lượng và hàng không vũ trụ, cùng hướng tới xây dựng các quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài trên cơ sở chuyển giao công nghệ cao cùng có lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số. Về vấn đề Biển Đông, hai thủ tướng nhấn mạnh các quốc gia cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trân trọng mời Thủ tướng Pháp sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp và chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Tổng thống Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam. Hai thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận trong lĩnh vực thương mại, kinh tế có giá trị lớn. Trong đó, hãng hàng không Vietjet Air và Safran đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở doanh số hợp tác trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Hãng hàng không Bamboo Airways và tập đoàn Safran ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá 2 tỷ euro. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh, thành phố thông minh, nhận dạng kỹ thuật số và an ninh mạng giữa tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và tập đoàn Telit. Cũng nhân dịp này, Bộ Công Thương Việt Nam đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án điện lực Sơn Mỹ 1 theo phương thức đối tác công tư cho đối tác Pháp